Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến với cả nhà một món bánh rất là ngon, được làm từ chuối nè và nguyên liệu rất là ít, rẻ tiền để làm ở nhà. Trong những cái trái chuối mà mình ăn không hết á thì mình có thể làm món này ăn rất là ngon và mới lạ. Bánh nếp chuối dừa, bây giờ mời các bạn vào bếp của mình. Đầu tiên thì ở đây mình có là 100g cơm dừa dẻo. Cơm dừa non đó các bạn. 60g bột năng, 100g bột nếp, nửa muỗng cà phê muối, 100g đường và 100ml nước cốt dừa đậm đặc cho nó béo nha. Chuối thì mình chuẩn bị là 4 trái. 4 trái này mình cân lên là 350g nha các bạn. Mình chọn chuối chín mùi nha. Để tạo cho cái màu nó đẹp hơn thì ở đây mình chuẩn bị 2 muỗng canh siro của khoai môn nha. Còn nếu mà các bạn không có thì thôi mình khỏi để cũng được. Thì bánh của mình sẽ lên một màu trắng với lại một màu vàng của chuối nha. Cho vô thì sẽ tạo lên cái màu đẹp hơn và cũng có tạo mùi thơm. Cơm dừa mình sẽ cắt ra thật là mỏng luôn nha. Món ăn này thì nguyên liệu rất là dễ tìm với lại rẻ nữa các bạn. Chuối mình ăn không hết thì mình có thể làm món này ăn rất là ngon luôn. Rồi tiếp tục thì phần chuối này mình sẽ lột vỏ ra. Ở đây mình chuẩn bị là chuối sim đen cho nên ăn cái vị ngọt và thơm. Còn nếu mà các bạn sử dụng chuối sim trắng đó thì ăn có cái hậu chua nha. Khi mà mình lột vỏ ra xong hết rồi mình sẽ dùng cái tay mình bóp cho thật là mịn luôn. Ở nhà mà mình có cái đồ dằn chuối thì mình dằn cũng được, khỏi cần bóp như thế này. Sau đó mình sẽ cho hết phần bột nếp nè, rồi bột năng, đường, muối và cả cái phần siro á, mình cho vô hết luôn nha các bạn. Nước cốt dừa mình cũng cho vô hết luôn. Mình sử dụng nước cốt dừa đầu cho nó béo và cho nó thơm nha. Cơm dừa thì mình cũng cho vô tất cả luôn. Rồi nước siro nè. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Trộn một hồi thì cái phần hỗn hợp bột của mình nó sẽ dẻo và mịn như thế này nè các bạn là được rồi nha. Mình có chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi thì ở đây mình sử dụng lá chuối nè. Ngang 20 nha các bạn. Chiều dài thì tùy theo lá chuối nó ngắn hay là nó dài đó. Thì mình lấy là cái chiều ngang là 20. Trộn sơ như thế này sẽ giúp cho lá chuối được dẻo và giữ được màu xanh nữa. Với lại là mình cũng dễ gói hơn, không có bị rách lá. Sau đó thì mình sẽ dùng khăn giấy ăn hoặc là khăn sạch đó các bạn, mình lau hai bề nha, cho nó khô ráo hoàn toàn. Sau khi mà mình đã làm xong hết rồi, mình sẽ phết lên đây một ít dầu ăn. Cái bề thì mình để là cái bề trong nha, còn cái bề láng thì mình để bên ngoài. Sau đó mình sẽ múc tầm khoảng 2 muỗng canh dung cho vô đây. Rồi mình gói lại nha các bạn. Cái này thì không có cần dây buộc gì hết trơn á, rất là dễ luôn. Đó, rồi cái mình ém lại, mình gấp lại. Đó, mình làm cho nó hơi chặt chặt lại một chút rồi cái mình ép lại nha. Như vậy là xong rồi đó. Tiếp tục thì những cái phần sau mình cũng làm y như vậy nha. Các bạn thấy là lá chuối mình không có cần phơi nắng đâu. Mình trộn sơ với nước sôi nè. Lá giữ được màu xanh và rất là đẹp nữa. Đó, sau đó mình túm lại. Rồi mình gấp giống như hồi nãy ha. Cái này là mình đè, khi mà mình để vào mình đè xuống liền ha, mình gấp lại liền. Đừng có để lâu quá thì cái phần này nó chảy tùm lum nha. Đó, không cần dây buộc gì hết thì mình cũng đã xong rồi đó các bạn. Mình làm được bao nhiêu đây nè các bạn, 8 cái. Rất là vừa luôn, không quá to. Bây giờ mình chuẩn bị đi hấp luôn. Mình có chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi nha. Sau đó mình sẽ cho hết những cái phần bánh mình cho vô đây để mình hấp luôn. Bánh này thì mình sẽ hấp trong vòng là 18 phút. Sau 18 phút rồi, mình sẽ lấy bánh ra. Đó các bạn coi nè, cái màu lên cũng rất là đẹp nè.
Để cho thật là nguội rồi mình lấy ra mình ăn nha các bạn. Bây giờ thì nó rất là nóng luôn. Mình cầm vô là nóng thấy bà nội luôn á. Bánh thì mình cũng đã để cho nó nguội rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra cho cả nhà xem là bánh của mình bên trong sẽ như thế nào nha. Đây các bạn coi nè, phần bên trong sẽ rất là ngon mà lên một cái màu hồng hồng nữa. Nếu mà làm món bánh này mình không có cái phần siro của khoai môn thì các bạn có thể sử dụng một củ khoai lang tím nhỏ nhỏ đó, rồi cái mình luộc cho chín đi, cái mình để vô mình bóp cho thật là nhuyễn hoặc là mình rây mịn ra để mà mình tạo cái màu cho đẹp hơn. Còn nếu mà các bạn không thích màu, mình có thể làm trắng luôn cũng được ha. Ăn không hết món bánh này, mình để vào ngăn mát tủ lạnh để hôm sau rồi mình hấp lại mình ăn vẫn rất là ngon. Bên trong thì có phần dừa nè, mềm mềm thơm lắm các bạn và rất là dễ ăn. Video mình chia sẻ món bánh chuối nếp đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình trong những thời gian qua. Nếu mà các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào cái bên phải màn hình và bấm vào cái chữ đăng ký, bấm vào chuông để khi mà mình ra video mới thì các bạn có thể vào xem. Rồi bây giờ thì xin chào tất cả các bạn nha.